Từ phát ơi, từ từ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đá bây giờ ta nên đá hay quá. Mấy bác ngồi đây. Đá nhá. Đá mới giờ trên đây góc xúc nó rộng hơn mà không đá đá vô đó sao vô đây mới gì. Đá. Ông lên. Vô.
Em thay rồi, gì? Thôi sao? Mà nói xin lớn xuống giờ thở chứ kìa. Chờ ngảo chờ.